Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay 14 tháng 1 năm 2024, thời tiết se lạnh, thời điểm rạng sáng, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 33 độ. Đêm nay và ngày mai dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Ngày mai trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm 71 đến 76%. Huyện Côn Đảo đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, độ ẩm 75 đến 80%. Hải Phòng vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông bắc cấp 5 cấp 6 giật cấp 7, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 15 tháng 1 năm 2024, mức nước cao nhất 409 cm vào lúc 3 giờ và mức nước thấp nhất 63 cm lúc 10 giờ 30 phút. Chất lượng không khí trong tỉnh hôm nay ghi nhận ở mức trung bình. Riêng thành phố Vũng Tàu ghi nhận kết quả đo ở mức tốt với chỉ số chất lượng không khí AQI là 35. Còn lại kết quả quan trắc về bụi khói khí thải tại hai trạm quan trắc trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa đều cho kết quả trung bình, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chỉ số chất lượng không khí AQI từ 52 đến 55.